Đó thấy chưa? Đó thấy chưa? Đó, đó hũ trà đó, thấy không? Đó. Đây là hổ lớn. Đó là hổ lớn đó. Còn hổ nãy này này có dám đánh vậy đâu. Người ta phải ra chứ người ta không ra, người ta chịu không có căng về sao Tưng làm. Đâu phải tự nhiên vô múa mai vậy tước bao nhiêu người được đâu. Để chúc cho gia đình hạnh phúc, chứ tăng tài tán lạc tán bình an. Dân mâm vàng ngủ sắc cà sang gái, vàng cô cậu về đây độ dùm. Bây giờ nó giặt nó căng cái đâu ai muốn làm đâu. Nhỏ tiếng nó mấy tuổi. Cô thường đi như thế này không? Không, cũng đi mà. Thường đi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại khu di tích Gò Tháp, một trong những khu di tích mà nơi đây còn lưu giữ rất là nhiều dấu ấn của văn hóa người Óc Eo ngày xưa. Và hôm nay Bùi Hồ muốn đến đây để quay lại cho cô bác. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Đi bên đi thôi, ai vô lại luôn tao chạy vô quý vị coi mấy con trai đàn ông mà hỏi có vợ múa cái nói mắc cỡ xấu hổ, giờ cả đàn ông tao múa luôn đó. Chúng ta thấy là những người này màu lủng miệng tôi đòi giờ mình sẽ qua bên đây cô bác quý anh chị. Ở đây thì rất là nhiều người hiếu kỳ đến đây để xem những người mà họ có căn họ múa. Đây là Mộ Hoàng Cô. Ở thành phố Thạnh Trị, Gò Công Tây, Tiền Giang về để dân mâm vàng đã để nguyện cầu đến chúng con cõi trời mười phương nước Phật tám nước chư tiên cho dự hội đồng cung cõi chủ lệnh bà cảm ứng chứng minh phù hộ nhà họ Trần họ Nguyễn vạn sự ông ca làm đâu làm đó làm giàu làm có nhờ trên cô hoàng đức hoàng cô tại miễu vàng cảm ứng chứng minh phù hộ gia đình tái qua thờ nạn khổ tật bệnh tiêu trừ còn như bốn chữ bước như đông hải chốt cầu rồi lại chốt cầu. Chốt cầu gia chủ nơi đây họ Trần họ Nguyễn nhờ cô xây đổ dùm. Chốt cho vinh quang làm đắc lộc, làm ăn vạn sự được ông ca. Con bà rồi thì nạn rồi tai qua đột, cho gia chủ bình an khỏe hòa. Lại bà con trẻ lại bà chính lại bà độ qua. Chốt cho gia đạo gần xa được khỏe hòa, để chúc cho thân bằng thờ quyến thuộc dâu hiền rễ tạo dân sự ông ca. Mua bà gió thuận nhờ mẹ cho cho gia chủ bình an khỏe hòa. Dập đầu họ Nguyễn lại bà cùng họ Trần tôi lẻ năm nay cầu trên hoàng cầu hoàng cô độ trì để chúc cho gia đình hạnh phúc, chứ tăng tài tán lạc tán bình an. Dân mâm vàng ngủ sắc cà sang gái, vàng cô cậu về đây độ dùm. Vô đi Hiếu ơi. Thăm đâu đem vô đây. Mẹ lên để xác có hòn nha, ta đi nha. Xác ngủ hòn à. Cô gì nè, chút xíu cô đi à. Mày cũng tại mày, nãy mày nói tao lính đại càng. Sai à, tính sai. Quảng cáo tao lính đại càng. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, mời gia chủ Huỳnh Ngọc Lợi năm 42 tuổi cũng trở lại mà an dạ. Cô bác bên chị có thể để thấy một thiếu nữ phía đằng xa kia đang muốn tâm linh mai họ quên người trả để lấy ta dân mâm một mâm vàng mà ngủ sát, Quỳnh họ để thành tâm mặt người nguyện cao Sao hết? Chưa hết là sao vậy? Đó bài gì? Bị có phần theo á. Như là mình nói chắc không hậu. Màu sắc mình dùng để địch trình lễ ha, đúng rồi. Trình lễ xong tự sát yếu quá ngã liền. Một để là người để quá dài mà nghiệp cắn, hai người cầu cho độc tổ thì được siêu thân. Người này có người dựa hết á. Màu sắc mình vô để trình lại xong cái tạ sát. Em là anh là đang hay sao? Không, ở tới Ninh rồi. Được rồi, được rồi. Hàng năm anh có lên đây không? Nay trong nhà Quỳnh Để Ngọc là cái tuổi 42 áp Lợi An xã Đồng Thành thì huyện Gò Công Tây người quay đồng về ơi ơi dân một mâm mà để ngủ sát. Và đây là Mộ Hoàng Cô hả? Đúng rồi, đây là mộ nhà cô, một ngôi mộ cổ. À, phía sau là có đây là ngôi Mộ Hoàng Cô nha. Dạ. Con mộ nhỏ là bí ẩn, rất kỳ lạ. Mỗi khi tới lễ hội thì theo chia sẻ của mọi người dân đó, thì ở đây là một ngôi mộ nhỏ đó hả? Ở đây ha. Ôi trời. Và hôm nay là ngày 14 tháng 11 âm lịch hàng năm thì có lễ hội Gò Tháp cũng như là cúng lên dâng hương lên Mộ Hoàng Cô như thế này. Đó. Đây là những người Kinh hết, nhưng mà khi mà múa thì nó tiếng giống như tiếng Khmer anh ha. Cái này tiếng Tàu. Dạ. Có người nó tính camera, có người nó tính tàu. À. Anh ở đâu? Anh có biết việc mà các cô các chị múa như thế này là như thế nào không? Không biết đâu. Dạ hả? Cái này cũng khó giải thích ha. Khoa học thì không thể nào giải thích được. Nhưng mà theo cái tâm linh mỗi người thì cái này là cũng là một cái tâm linh, một cái sự... Những người có căn. Đúng rồi. Chị là ở đâu hả chị ha? Quê của chị á? Quê chị cũng Cần Thơ em. À, cái duyên nào mà chị lên đến đây? Này là chị tiếp theo đường linh, theo cái tâm linh. Theo cái tâm linh nè. Chị đã lên đến đây được bao nhiêu lần rồi? Đi cũng hình như là cũng 5-6 lần rồi. 5-6 lần. Trước đây thì có một cái cơ duyên nào mà dẫn chị đến đây? Cũng nhờ ơn trên ông bà sao chị. À, em thì không hiểu lắm về cái việc cái cô đó đang múa như thế là như thế nào hả chị ha? Ở này như các cung các cội cái màn ba này trở về để giáo hóa cho cụ huyện Thác Cổ cái màn ba này để bước cho đường Phật pháp để gọi Long Hoa. Mà cái việc mà múa như thế này là diễn ra lâu không? Nếu ai có được cái quyền di thì cứ lại đây là không vô không được. Vậy hả? Không vô được, người nó không vô được là nằm luôn chỗ luôn. Phải đi vô muốn vậy đó rồi một hồi xuất ra là thật. Em thấy là chị cũng là một người có cái huyền di hả? Cũng chút chút. Chị lúc nãy giờ chị có vô có múa. Em nghĩ đây là cũng như là trước mộ của cô thì giống như là mình múa để mình làm một cái lễ gì đó hay là cho cô coi phải không chị? Đúng rồi, này mình để lễ đây để cho các bậc thiên liêng và vui vui để chấm cho mình được cái huyền di để về mình tu hành và sửa đổi bản thân mình để cho mình chính đẳng chính giác, đại hùng đại lực đại từ bi, tu lại tu tại gia em ơi. Dạ. Thì em thấy ở đây đi những cái vùng linh thiêng như là vùng Thất Sơn này ở trên núi Cô Tô vẫn có, ở đây cũng có thì nó có một cái năng lực để mình đến đây hay sao đi? Tới yêu cầu mà gần tới lễ là bắt đầu của quyền mình xây chuyển cho mình đi. Xây chuyển là mình không đi là mình chóng mặt, mình con người mình không mệt, mình không khỏe, mình phải xách xe là mình đi. Tới điểm nào là của quyền hướng lên cho mình biết là mình đi. Sớm giờ thì có xây chuyển cho chị vô trong chị muốn chưa? Cũng có muốn cho trong dòm mà bên cái vị áo đỏ là nãy giờ chờ đang chờ chị đó. Đang chờ chị đó. Chị áo đỏ ngồi bông đó. Em thấy ở đây ngoài cái việc mà múa ra thì có giống như ông hổ về hả chị hả? Cũng có các chư vị chi thần hộ pháp theo các cung các cội về để đi trình lễ để hữu hình và vô hình mượn pháp để dạy cho con cháu tu hiền. Nó soi ra là cũng không có gì nghiêm trọng tại vì chị đây là đi theo tâm linh thôi mà. Chị đi theo hướng tâm linh. Chị đến nay được mấy ngày rồi? Chị đây là bữa nay được 2 ngày. Vậy tối đêm nay có làm múa? Đúng rồi, ở đây là phải tối nay là 12 giờ là bắt đầu là cắt canh về y gan gì. 12 giờ tối hả? 11 giờ đó bắt đầu là múa rồi. 11 giờ tiếp tục mình múa tiếp. Nếu sao về nói thì nói vậy thôi chứ múa dài tới sáng khi tới sáng. Dạ. Rồi, dạ đây em thấy một cái điều bé này kìa. Không có mâm cơm rồi. Dạ. Cái này nhỏ ha. Nhỏ quá. Cái này là sao chị? Cô. Cái này nè, cái này là cũng như là nó có phần căn mà nó vô cưng. Dạ. Căn nó vô là nó vô em bé này nè. Bé này nhỏ cũng có 20 tuổi rồi. À ông hổ ha. À, ông hổ đó là nó vô nó kìm không được á. Ở đây. Ôi vừa đấy không? Múa nhìn đẹp ha. Ủa nãy giờ nó kìm nó kéo ra nó kiểu nãy giờ nó gặt nó căng. Cái đâu ai muốn làm đâu. Nhỏ tí nó mấy tuổi. Cô thường đi như thế này không? Cũng đi lại. Thường đi. Mình đi cúng nhiều lễ hội, mình cúng đó. Vậy là xong rồi đó hả? Ông ra đó hả? Ra nó khỏe. Ra vậy nó khỏe nó rồi đó. Còn đó nào cũng thấy đâu ai cũng muốn vô được đâu. Nó thật sự cái này là mình không phải là mình tin gì đâu, nhưng mà cái này cô kia muốn kìa. Đó đâu phải người nào mình cũng làm được đâu đó không. Mình thấy đó đâu phải người nào có phần căng vô được. Nó nhóc người thấy sao người ta không vô. Người ta đâu có phần căng nào mà đâu để người ta vô. Cô này nữa. Đó. Tôi làm tôi còn chưa biết tôi đẹp hay xanh được. Chắc tôi là xong rồi đó. Làm càng đẹp thì giống như là không phải có điểm của ai nấy luôn. Hồi nãy có một anh kia là đẹp trai cực kỳ luôn, cũng vô đó. Đây nhiều phần lắm, hồi nãy giờ vô nhiều lắm. Đâu phải người nào cũng muốn vô đó nhóc. Có người cũng có phần căng mà người ta không vô, mà cái người phần căng tới đây là chịu không nổi. Hồi nãy chị cũng vô chị múa rồi, mới chị mới ra được. Còn không có thì chị ngắt dài tự ở đây rồi không được luôn, tự động là làm như thấy cô kia kìa. Đây là khoa học không thể nào giải thích được cô bác. Giải thích được, có điểm vô nóng lắm, có nhiều người kiệm là cắt bậm môi, máu chảy ra luôn mà. Đây là những điều mà không thể nào mà giải thích được. Đúng những điều này không thể nào giải thích được. Này là với đàn tổ cô. Đây là em muốn đây cũng như là một cái trường ra căng. Không làm là không được. Cái này là ra căng hả cô ha? Ra căng. Người ta ra căng đó là ta được những nhiều khi có người là người ta cũng là người ta có căng ti căng cung tiên nghe, chứ không phải là người ta là căng tiên. Dạ. Người ta nhiều khi xưa người ta ở cung tiên, rồi nhiều khi có người ở đó, có người ở cung võ đó là người làm võ đó. Rồi nhiều khi có những người là hổ về cũng có. Nó là người ta phải ra, chứ người ta không ra người ta chịu không làm. Không có căng về sao Tưng làm? Đâu phải tự nhiên vô múa mai vậy tước bao nhiêu người được đâu. Căng người ta vui. Người ta về ta chúc mừng cho Mộ Hoàng Cô. Cái thứ nhất người ta chúc mừng cho Tổng đốc Nguyên Kiều. Đó là những người giữ nước của mình hồi xưa. Có công. Công với nước bây giờ một năm có 2 lễ để con cháu gồng tiên mà chúc mừng cho những vị đó. Và người ta coi những cái múa này kia nọ, nhất là hổ về chầu. Đó là những cái căng của người ta, chứ không phải tự nhiên người bình thường đâu có làm được. Đó, đúng là như vậy. Cưng người bình thường đâu có làm sao cưng quánh được vậy. Đây là những phần vỏ. Nãy giờ vỏ. Này mấy vỏ là người. Đó. Bà này bà chọc điểm. Cái cô mặc áo đen bà tới lưu vậy, cô nói vậy là con nghĩ không phải là bình thường. Cô chọc điển cho những người kia, có điển ai có điển là vô hết, là ra hết vậy đó, là bà chọc điển. Dạ. Đã chọc điển cho những người có đó, người ta ra, có người ta ém, ta đâu có ra. Nhưng mà nhiều khi là tới mức độ rồi ra là phải ra, không ra về không ra về cưng chịu có hậu. Mà những cái chị áo đen đó chị đi tới luôn đó là chị chọc điển. Dạ. Điển cho tất cả ở đây vậy đó. Đó mà vui lắm. Người này múa về người kia múa khác, em thấy nó hơi là lạ. Có thấy không? Thật ra thì một cái người mà bình thường thì không thể nào vô múa được giống như vậy hả cô ha? Không, ta múa võ đồ này kia nọ đâu có khi nào được. Theo kêu cô kia chia sẻ đây là một quyền căng. Cái trường, cái như là một cái trường để ra căng. Ra căng cho những người nào có phần căng. Tại vì nó đúng ra là nước Việt Nam mình nữa là con gồng cháu tiên rất là nhiều. Dạ. Mà thời này là con nào người nấy về hết, phần ra hết. Dạ. Cái phần căng là như thế nào cô có thể nói rõ cho con hiểu thêm? Phần căng đó là về cái phần du di, mình không có thể nào mà mình giải tả nổi hết, nhưng mà mình chỉ hiểu vào hai chữ du di mà thôi đó vậy. Dạ. Ví dụ là con hiểu về du di là nó rất là quyền diệu, nó là như vậy đó. Chứ mình không có thể nào mình diễn tả hết. Nó nhiều khi người bình thường sờ gặt gãy tầm quá vậy. Phải có người về, người canh về. Trong cái câu chuyện tâm linh thì có rất là nhiều câu chuyện mà khoa học thế nào không thể nào giải thích được. Không giải thích được, không giải thích được. Nhưng mà chỉ có nước Việt Nam mình còn gần cháu tiên, mày có. Con thấy là như là cái trận vừa qua lũ lụt hoặc là Covid-19 là cái nước Việt Nam mình sống rất là chùm bao. Thế chùm bao không? Dạ. Chùm bao. Cô ở đâu? Cô ở Bến Tre, thành phố Bến Tre. À, cô đến đây lâu chưa? Cô mỗi năm thì cô cũng có đi. Cô đi theo chỉ dẫn của ơn trên hay là sao? Nhiều khi là nghe để mình đến để mình biết. Dạ. Rồi cũng có ơn trên một phần. Nhiều khi mình đi tới đây để mà mình sống mình biết. Nhưng mỗi năm con thấy năm nay là hạn chế. Nó là hạn chế nha. Chứ mà mỗi năm là ở đây người ta từ thiện, bất cứ cái gì cũng từ thiện. Nếu mà con chịu ăn chay hen là không bao giờ sợ đói. Mấy ngày cũng đói. Từ tông qua ngày bất cứ cái vật gì cũng có, cả nước uống. Cái năm nay hạn chế rồi. Năm nay tại vì đúng ra có dịch bệnh này, hạn chế lớn. Cô nói là cô áo đen là sao, chọc gì? Chọc điển, cổ đi vòng cổ ca vậy để cổ chọc điển cho những cái phần căn có mà ra. Đó, vậy đó, cổ chọc điển. Và giống như là cô đó thì là một người ở trong đây hướng dẫn chứ không? Không phải, người ta cũng là dân đi đến đây, người khách bình thường đến đây vậy thôi. Dạ. Đó, thành ra những cái lệ này là hạn chế vậy thôi. Chứ mỗi năm là tưng bừng, mỗi năm là nhiều dữ lắm. Năm nay mà vào ngay cái dịp này là ngay dịch Covid nên là đó hạn chế lại. Nhưng mà con vẫn thấy đâu có bằng một phần gửi của năm mấy cái năm mà tự do đâu. Ồ vậy hả? Đâu có bằng. Năm nay này là hạn chế dữ lắm. Cái cô xanh nó nãy là mình mới phỏng vấn đó là cô xanh. Dạ, cô xanh nó nói đi theo xoay chuyển của ơn trên. Ơn trên xoay chuyển. Đó là những người đó người ta không còn mà gọi là ra căn nữa mà người ta đã được chuyển đi rồi. Người ta được ơn trên chuyển đến đây để nhiều khi có thể là ra cho những cái căn mới nữa. Đó. Nó có nhiều cái như vậy đó. Đó. Những người ta múa có điệu bộ, có đàng hoàng là đó là những người ta đã cái căn người ta đã thấm nhồng rồi. Còn những người mà múa con chưa thấy có điệu bộ, chưa có gì nhiều, đó là những người ta mới bắt đầu. Con lại đây thì thấy hai phần. Thứ nhất là phần những người mà có căn mà tự nhiên đến đây thì họ tự khai căn. Phần thứ hai là giống như cô áo xanh này là cứ đến duyên là cô đó tự đi. Cô đó nhiều khi đến để người ta chỉ dẫn những cái căn mới. Đó là người ta múa rành rẽ, người ta đã thấm nhuần rồi. Ơn trên đó là ơn trên người ta chỉ dẫn người ta tới. Cô đó múa đẹp ghê á. Đó người ta đã thấm nhuần, con nhìn thấy em. Còn nhiều người mà người ta múa chưa có điệu bộ chứ gì hết, đó là cái căn người ta mới ra. Vậy thì bây giờ Tùng nó đưa con ra kìa. Tùng ơi Tùng. Đấy, thấy có đứa bé gái nữ là có đây, bé này, bé bên đây nè. Sau khi mà phần ông về á thì bé là bình thường nhưng mà vô nãy muốn nhìn đó là cũng như là người em gái đó chỉ làm hộ con thôi. Dạ. Đó em gái đó chỉ là mới là hộ con thôi, hộ con để dựa để vào dịu vui thôi. Mấy không dám ra mà để đánh võ, chứ còn nếu mà gặp hổ mà hổ thật sự mà hổ lớn á, hổ mà về chầu á là người ta đánh dữ lắm. Vậy hả? Cái đó là hổ con cho nên ra mà những điệu bộ còn gục gà. Có thấy còn gục gà không? Đó là hổ con. Còn những hổ lớn người ta ra mà để người ta chầu cha, chầu mẹ, cái thứ nhất chầu những mà người tổng có công đất nước đó là người ta múa dữ lắm. Còn đó là hổ con nên nó chỉ mới bắt đầu thôi, cái lòng của người ta thôi thúc tới ngày nay là người ta phải đến đây. Thì cô này múa nè. Nhưng cô này là bên gì cô? Bên võ. Đó là bên về cũng như là một cái triều thần cũng phải có văn và võ. Nãy giờ người ta muốn múa những người chị áo dài nãy là đó vì ta bên cung tiên đó, người ta cô đâu đó múa quá đẹp luôn ta, đó còn đó là người ta võ đó, người ta thấm nhường rồi đó, người ta đã thấm nhường rồi đó, lên trên diễn rồi đó. Bé này ông về đó thôi con, cô cũng chia sẻ với con. Hai ông hổ hả con? Thách đấu với nhau ở đây nữa nè, hổ nè đó, hổ dữ nãy cô nói với con á, là hổ dữ là ra vậy, ta ra dữ lắm đó. Ra dữ đó. Là ta ra dữ lắm đó, đó. Là những người này là thách đấu với nhau đó. Bên đây vừa hổ cũng cứng à, bên hổ tước này cứng, hổ giữa là hổ con đó. Cô nhìn cô biết hết hả? Biết, cô biết chứ đó. Này thì nãy vừa con vừa nói với cô, cô vừa nói với con là nếu mà hổ lớn người ta vào người ta chầu là người ta đi dữ lắm. Đó, đó thấy chưa? Đó thấy chưa? Đó, đó hổ cha đó, đây thấy không? Đó. Đây là hổ lớn. Đó là hổ lớn đó. Còn hổ nãy này này có dám đánh vậy đâu. Không thấy rõ ràng, cô nhìn là cô biết. Ở đây thì cô có thể nhìn tổng cộng là bao nhiêu ông? Đây hả? Mình không có thể nào mà mình tổng kết được đâu. Tại vì từ từ căng ở đây người ta ra, đó, từ từ đây người ta ra. Như cái năm cô đi là có thể từ mấy chục con hổ, từ mấy chục hổ. Mình không được dùng cái chữ con với người ta, đó là người ta cũng là thần hổ rồi đó. Cho nên là mình mấy chục vị hổ luôn. Cái năm cô đi nhưng mà ở đây mới còn ít thôi. Ra rồi mệt dữ lắm, mặt mày xanh lè luôn à, đâu phải tự nhiên muốn múa được đâu. Điệu bộ cô thấy là phải nói là cực kỳ luôn á. Còn đây là thằng võ á, thằng Văn võ cô hả? Võ, người đó là cái phần người ta là về võ, bên văn bên võ vậy đó. Là người ta cũng đó là người ta gọi là đi đường quyền. Nhưng mà nhiều khi người này đi đường quyền vậy, người kia cái đi đường quyền khác, người khác đi đường quyền khác. Nói chung cô nhìn thì cô biết. Cô đã đi theo theo những cái hành hương theo như thế này là đã đi nhiều nơi chứ? Không, cô thì không có đi nhiều nơi đâu. Nhiều nơi nhiều khi nó không có thật như cái chỗ này. Có nhiều chỗ con đi tới nó không phải là thật. Dạ. Mà bây giờ thay vì thời gian đi Đà Lạt, Vũng Tàu ha, bất cứ những cái nơi mà để mình du ngoạn, du chơi á, thì thôi cô dừng lại hết, cô không đi. Để một năm cô đi 2 lễ ở đây để mà cô coi người ta sống bằng cái cách ở đất thật như thế nào. Hồi xưa thì nào bây giờ mình sống ở ngoài đời quen rồi, bây giờ mình cứ về đây mình xem thử cái đất thật người ta sống như thế nào, căng người ta ra như thế nào. Để sau này cô nguyện về đất thật hả? Đất thật thì ở đâu cũng có, nước Việt Nam mình chỗ nào cũng có, nhưng mà đây là ra trường ra căng. Đất thật nghĩa là ở đây người ta từ thiện, bất cứ cái gì người ta cũng từ thiện, mà người ta mời ân cần, có thể người ta mời con từ ngoài cổng vô để ăn luôn đó, thấy không? Nhỏ nhưng mà hổ lớn á. Có cô này cô nói né là ông hổ con chưa dám quánh, hổ lớn người ta quánh dữ lắm.